Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính lễ chư tăng, xin thượng tọa minh hạnh và mến chào quý cô, quý sư cô và tất cả quý vị đang có mặt trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh rõ tốt ạ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đường truyền tốt. Kính thưa quý vị, thì hôm nay ngày thứ sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2022, thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục học Kinh Pháp Cú câu số 221. Câu số 221 là câu kệ ngôn bắt đầu phẩm câu thao quốc cá phẩm phẫn nộ. Và quý vị đã sẵn sàng thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Sammasambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sokkhato Bhagavata Tammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Sang khăn nam mi. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con xin kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ tiếp tục vào với học kinh câu kinh Pháp Cú số 222, là câu kệ ngôn đầu tiên trong phẩm Cô Tháo Quốc Gá phẩm Phẫn Nộ. Câu số 221 có nội dung như sau: Cố thân cha hệ quyết ba cha hệ ya ma năng sang vô cha năng sapa matika maya tăng nama rupa samin asa cha ma năng akin cha năng na nu ba tan ti dukha. Cố thân cha hệ quyết ba cha hệ ya na ma năng tăng vô cha năng sabbatika maya tăng nama rupa samin asa cha ma năng akin cha năng na nu pa tan. Vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo vô sân, bỏ phẫn nộ ly mạng, vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo vô sản. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức: bước qua phẫn nộ ngã kiêu, cắt lìa ràng buộc, kết neo phận đời, danh tâm sắc tướng xa rời, khổ nào theo được, gót người vô sân. Bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài Inda Chân Đá Chính Thân: nên từ bỏ sự phẫn nộ, nên dứt bỏ ngã mạn, nên vượt qua mọi ràng buộc, trong khi vị ấy không còn bám víu vào danh và sắc, các khổ đau không xảy đến cho vị,
không sở hữu vật gì. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. À, trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 221 này. Dạ, câu đầu tiên là Cô thăng cha hề huyết bá cha hề gia mà năng. Cô thăng cha hề huyết bá cha hề gia mà năng. Cô thăng là phẫn nộ. Cô thăng là phẫn nộ. Cha hề là nên từ bỏ. Nên từ bỏ. Cô thân cha hề quyết ba cha hề giá. Quyết ba cha hề giá là dứt bỏ. Nên dứt bỏ. Nên dứt bỏ. Nên dứt bỏ. Ma năng, ma ná là ngã mạn. Cô thăng cha hề quyết ba cha hề giá ma năng. Ma ná là ngã mạn. Câu thứ hai. Sang vô cha nắp ba mát tích ca mê giá. Sang vô cha năng sắp ba mát tích ca mê giá. Sang vô cha năng là sự ràng buộc. Ở đây là 10 kiết sử, 10 cái phiền não. Sang vô cha năng. Sapa matikameya. Sapang à, chúng ta tách cái từ này ra là sapang atikameya. Sapang atikameya. Sapang là tất cả. Atikameya là nên vượt qua. Nên vượt qua. Câu thứ ba, tăng nama rupasamin asaccha manang. Tăng nama rupasamin asaccha manang. Tăng là vị ấy. Vị ấy. Nama rupasamin. Danh và sắc. Danh là nama. Sắc là rupa. Chia theo định sơ cách asamin thì chúng ta có cái từ gốc là nama rupa, danh và sắc. Danh và sắc. Asaccha manang không còn víu. Không còn bám víu. Rồi, chúng ta một câu thứ tư. Akincha năng na nupatanti dukha. Akincha năng na nupatanti dukha. Akincha năng là không có bất cứ cái gì.
hay là không sở hữu cũng được, không sở hữu vật gì, không có bất cứ cái gì, không sở hữu vật gì. Nanupatanti, nanupatanti, ná cộng với lại là anupatanti là không có xảy đến, không có xảy đến. Không xảy đến, không xảy đến. Ná cộng với lại anupatanti, nanupatanti, không xảy đến. Dukkha, dukkha là đau khổ hay là khổ đau, khổ đau. Dukkha, khổ đau. Cái từ dukkha này nếu chúng ta ghi ghi là đau khổ, Tình Đạt thấy nó cũng rất là vần với lại cái tiếng Việt và cái tiếng Pali. Chữ duk là đau, kha là khổ, dukkha là đau khổ, nó hơi vần thôi. Bắt đầu là chữ d, cách kế tiếp là chữ khờ, chữ k, cho nên nó cũng rất là gần gần ha, dukkha đau khổ. Dạ, yeah, cái phần duyên, cái phần chúng ta sơ lược ngôn pháp cú này, cái câu kia chúng ta thấy rằng cái câu cái phần tiếng Pali á, nó dài hơn ở những cái câu kệ khác, nó có nhiều âm hơn, âm tiết hơn, có nhiều âm tiết hơn. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 221, phẩm Cô Tháo Quốc Cá, phẩm Phẫn Nộ có nội dung như sau. Cô thân cha hệ quyết ba cha hệ yan mà năng sang vô cha năng sắp ba ma tích ca mây ya tăng na ma ru ba sa minh a sa cha mà năng a kinh cha năng na nu ba tan di đô kha. Bỏ phẫn nộ ly mạng, vượt qua mọi kiết sử, không trước danh sắc, khổ không theo vô sân. Nam mô Bụt Tha Giá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 221 này. Duyên sự câu kệ ngôn pháp cú số 221 liên quan đến một cái vị công nương tên là Rohini. Một cái vị công nương tên là Rohini. Rohini thì chúng ta nghe rất là quen, bởi vì cái này là một cái con tên của một con sông, Rohini. Thì đây là tên của một công nương. Đức Thế Tôn ngài thuyết câu kệ ngôn pháp cú này nhân cái dịp mà ngài ngự tại đền Nirodha. Đền Nirodha. Ngài Đại Đức Anuruddha cùng với Chư Tăng có một lần đi về kinh thành Kapilavastu, là kinh thành quê hương của Đức Phật. Khi mà Đại Đức Anuruddha và Chư Tăng đi về đó, thì mọi người trong thân quyến đến để thăm viếng, đảnh lễ cúng dường, cũng như là hỏi thăm sức khỏe. Thì nàng Rohini vắng mặt. Nàng Rohini vắng mặt. Khi mà hỏi ra đó, lý do tại sao mà mọi người đều đến để mà đảnh lễ Chư Tăng thăm viếng thì nàng lại không đến. Thì cái lý do được mọi người cho hay
là nàng Rohini đang bị nổi ghẻ lá khắp người, cho nên rất là ái ngại khi mà đi ra bên ngoài cũng như là tiếp xúc với mọi người. Khi được ngài Anuruddha nhiều lần để mà gọi đến, thì nàng Rohini cũng cố gắng để mà đi đến gặp. Khi mà đến rồi đó thì ngài Anuruddha ngày mới hỏi cái cớ sự làm sao, cái bệnh tình của nàng như thế nào. Thì nàng đi cũng trình bày ở trên thân thể mình nổi những cái ghẻ lở rất là khó chịu và ngứa ngáy, rất là khó chịu, nổi khắp người, dùng cái thuốc chi cũng không hết, dùng cách chi chữa chữa trị cũng không hết. Thì ngài Anuruddha ngài mới nghĩ rằng đây là do cái tiền nghiệp quá khứ của nàng, cho nên ngài mới khuyến khích nàng Rohini tạo một cái công đức thù thắng để mà lấn áp cũng như là giảm nhẹ cái quả của bất thiện ở trong quá khứ, giảm nhẹ đi. Bởi vì khi mà bệnh, khi quý vị thấy rằng có nhiều cái căn bệnh mà chúng ta không hoàn toàn đổ thừa cho nghiệp, nhưng mà đã dùng hết cách để mà chữa trị, đi khám bệnh bác sĩ hay là bệnh viện đó mà cũng không tìm được nguyên nhân. Nhiều trường hợp như vậy lắm thưa quý vị. Nhiều trường hợp tức là cũng đến các bệnh viện lớn trung ương, những cái bệnh viện có tiếng để mà khám chữa, tuy nhiên làm các xét nghiệm thì bác sĩ không có tìm được nguyên nhân, không tìm được nguyên nhân bệnh. Cái triệu chứng thì người ta thấy rằng là bệnh đó, cái triệu chứng đau bụng, cái triệu chứng nhức đầu, cái triệu chứng mệt mỏi vân vân, nhưng mà tìm không ra nguyên nhân. Thì quý vị biết đó, nó có trong cái phần mà ốm đau bệnh tật đó, nó có phần là nghiệp nữa. Cái xác thân này nó có ốm đau bệnh tật đó, nó có khổ đau, có bệnh hoạn đó, một phần cũng là do cái nghiệp, nghiệp bất thiện ở trong khứ mình đã từng làm. Và chính do cái nghiệp nó duy trì cho nên nó không có cái phương pháp nào để mình nó giảm đau hay là nó điều trị cho dứt hẳn nhanh chóng, mà nó phải duy trì để mà nó phải mình phải chịu đựng, mình phải chịu đựng với cái nghiệp mà mình đã tạo. Thì nàng Rohini cũng một trong những cái trường hợp đó, cho nên ngài Anuruddha ngài mới khuyến khích đó là xây một cái nơi cư xá, một cái tăng xá, cái nơi trú ngụ của chư tăng để cúng dường, để tạo một cái công đức thù thắng, một công đức thù thắng để làm chi? Để làm cho thứ nhất là tạo cái thiện phước ngay trong cái đời này, thứ hai là do cái năng lực phước báo thù thắng mà tạo dựng đó đó, nó làm giảm bớt cái quả của ác nghiệp nó trổ sanh, và giảm bớt cái quả ác nghiệp trổ sanh. Có thể sau khi cái phước mà mình tạo đó thì gặp được một cái vị thầy, một cái cách chữa trị rất là dân gian, hay là gặp một cái người bác sĩ hữu duyên, tự nhiên cái tìm được cái căn bệnh cho đúng cái liều thuốc và tự nhiên cái cơn bệnh nó giảm hẳn. Cho nên khi mà chúng ta có ốm đau bệnh tật á, các vị thấy những cái người mà có lòng tin nơi tâm bảo, có lòng tin nơi nghiệp báo đó, thì thường trong khi mà trước khi đi trị bệnh, trong khi đi trị bệnh và sau khi đi trị bệnh đó, thì đều làm các công đức bố thí cúng dường, đều có cái sự đó là hướng tâm về tâm bảo để mà
do cái năng lực phước báo của cái sự thành kính đó, có sự cúng dường của sự phước báo đó, nó sẽ hỗ trợ cho cái việc điều trị của mình. Ở đây quý vị nên hiểu là không phải cúng dường như vậy, không phải tạo phước như vậy là hết bệnh nha. Đừng có, chúng ta đừng có hiểu tóm tắt nha, chúng ta đừng có hiểu là cúng dường làm phước để mà hết bệnh. Nhiều khi chúng ta hiểu như vậy nó có cái phản tác dụng, đó là làm phước cúng dường rồi mà không hết bệnh, hay là làm phước cúng dường nguyện cho được khỏe mạnh mà nó không khỏe mạnh, nó càng ngày càng yếu và nhiều trường hợp tử vong luôn, thì chúng ta lại có một cái gọi là ác cảm, một cái bất mãn với cái sự cúng dường đó, thì rất là nguy hiểm. Chúng ta nên hiểu rằng đó là cái nghiệp ở quá khứ mà chúng ta đã tạo, nó bây giờ nó trổ sanh đó, thì chúng ta bằng cách đó là tạo cái thiện phước rất là mạnh, lòng tin rất là mạnh, để cho làm một cái sự cản trở, làm giảm nhẹ cái quả của bất thiện nó trổ sanh. Thì như vậy đó là cái hiểu đúng về cái việc mà làm phước cúng dường ở trong những cái ca bệnh. Chứ chúng ta đừng có suy diễn một cách tóm tắt là làm phước để hết bệnh, thì hoàn toàn nhiều khi nó trở thành một cái gọi là phản tác dụng, bất mãn với cái việc phước mình làm, bất mãn với là cái lời dạy mà chư tăng hay là Đức Phật ngày hướng dẫn. Cái điều này chúng ta cũng cần lưu ý. Thì ngài Anuruddha, ngài khuyến khích tạo dựng cái công đức thù thắng, cản trở bớt cái quả của bất thiện nghiệp ở trong quá khứ nó sanh, khiến cho nàng phải bị ghẻ lở, phải bị ngứa ngáy. Thật sự ra cái bệnh ghẻ lở ngứa ngáy không phải là cái bệnh quá khó để mà trị, nhưng mà do cái nghiệp nó duy trì cho nên không thể nào mà trị hết được. Cho nên nàng đã nghe lời và dùng tất cả những cái trang sức của mình đó, những cái trang sức của cải của riêng nàng đó, ngài bán hết, nàng bán hết, đổi lấy cái vật dụng để mà xây cất một cái tăng xá để cúng dường đến đại chúng tăng. Do cái năng lực phước báo đó, nó sẽ cản trở bớt cái ác nghiệp, cái quả của ác nghiệp. Thì sau khi cất thành cái tăng xá, cái nơi mà trú ngụ đến chương đó, thì nàng rất là thành kính, thưa quý vị, nàng rất là thành kính. Trong khi cất, trong khi làm, hoặc là sau khi đã cất xong đó, nàng tự mình, tự thân của nàng là một công nương ở trong hoàng tộc, nàng đi đến để mà dọn dẹp, quét dọn, lau chùi. Nàng tự thân đến để mà sắp xếp cái nơi mà được gọn gàng sạch sẽ, cái nơi trú ngụ của chư tăng. Khi mà cất xong rồi đó, thì nàng có cung thỉnh Đức Phật và chư tăng đến để mà cúng dường đặt bát ở trong cái ngôi tăng xá, cái ngôi mà nàng vừa cất xong đó. Thì nàng lại không có mặt ở trong cái buổi cúng dường đó, có vì cái lý do nàng cũng chưa có khỏi bệnh, chưa có hết cái ghẻ lở ở trên người. Đức Phật ngài cũng cho gọi để mà đến gặp mặt, cho gọi đến gặp mặt. Thì khi mà đến đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật ngài mới hỏi cái lý do và biết rằng nàng đang có cái bệnh ghẻ lở trên người. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng nàng có biết lý do tại sao hay không? Nhân đó Đức Phật ngài kể lại cái câu chuyện quá khứ.
do cái sự phẫn nộ, do cái sự ganh tị tật đố ngã mạn của nàng ở trong quá khứ đó, mà nó gây lên cái nghiệp mà hiện tại nàng phải chịu, là một công nương, là một người quý tộc, nhưng mà không có được cái sự thoải mái, phải trốn ở trong phòng, phải mặc đồ kín đáo khi mà đi ra ngoài, rất là ái ngại khi mà tiếp xúc với khác. Thì Đức Phật Ngài kể lại cái câu chuyện ở quá khứ. Ở trong quá khứ thì nàng từng là một cái người, nàng từng là một bà hoàng hậu của vua Varanasi, nhưng mà nàng lại rất là ganh tị và rất là ghét một cái cô vũ nữ mà chuyên để mà phục vụ múa hát cho đức vua đó. Nàng có cái nhan sắc xinh đẹp cũng như là cái cách mui cho đức vua, thì bà hoàng hậu bà rất là ghét. Chúng ta thấy cái những cái thâm cung bí sử ở trong triều triều đình nó ghê gớm lắm. Chúng ta thấy những cái bộ truyện, những cái bộ sử, giả sử nhiều khi kể mà chúng ta thấy rằng ở trong một ngôi nhà đó, mà mình thấy rằng mẹ chồng con dâu hay là anh chị em hay là tình cảm mà chỉ có 4-5 người thôi đó, mà nó có cái sự ganh tị, có cái sự ghen ghét nhau đó, nó kinh khủng cỡ nào. Để ý từng lời, từng chút, từng cái dáng đi, từng cái câu nói đã là trong cái hoàng tộc vua thì ái nữ nhiều, thê thiếp nhiều, cái sự nhiều cái người để mà tiếp cận. Thì bà hoàng hậu là vợ chính thức của vua thì đôi khi lại rất là khó chịu. Và cái trường hợp này đó, nàng Rohini là trong quá khứ là người, là bà hoàng hậu, vợ của vua, mà có cái tâm rất là ghét một cái cô vũ nữ. Thì bà nghĩ rằng bây giờ phải tìm cách để mà triệt hạ, để mà hại cái cô vũ nữ này. Bằng cách đó là bà sai lệnh đó là âm mưu hãm hại bằng cách rải những cái bột ngứa đó, những cái bột ngứa khắp nơi, ở trên giường ngủ, ở trong cái y phục, ở trên cái giường ngủ, ở trên y phục, rồi cái cô vũ nữ này khi mà tắm rửa mặc y phục hay là ngủ đó, thì do cái chất bột ngứa này nó làm cho cô rất là khó chịu. Và từng ngày như vậy nó sanh ra sự ghẻ lở, rất là khó chịu, khổ đau. Và chính do cái nghiệp này đó, chính do cái nghiệp này đó, bây giờ trong kiếp hiện tại nàng Rohini phải chịu trả cái quả đó, là thân thể bị ghẻ lở, bị ngứa ngáy rất là khó chịu, mà không có cách chi để mà để chữa trị. Thì sau khi Đức Phật ngày thọ thực, ngày kể chuyện ở quá khứ, cái nguyên nhân mà khiến cho nàng có những cái khổ đau trong cái kiếp hiện tại này, thì lúc đó nàng cũng được đắc quả Tu Đà Quần. Và chính vì cái công đức phước báo do nàng tạo dựng một cách thù thắng, xây dựng một cái ngôi cư xá trú ngụ, cái nơi cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng, mà cũng như là cái năng lực phước báo mà nàng hiểu và chứng đắc được đạo quả Tu Đà Quần đó, thì phải nói rằng cái năng lực phước báo đó đã hỗ trợ
và cứ khiến cho được lành được khỏi, mà ngay cả khi mà tái sinh về cõi trời đó, do cái năng lực phước báo mà nàng đã tạo dựng một cách thù thắng như vậy đó, à, cũng được chư thiên, nhất là tứ đại thiên vương, Đức Trời Đế Thích rất là ái mến, rất là ái mến. Và nàng sau đó trở thành một cái vị được Đức Trời Đế Thích kề cận kế bên. À, thì quý vị đấy, đó là cái duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 221 mà chúng ta đang học. Bỏ phẫn nộ ly mạng, vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo vô sản. Ở trong cái phẩm kinh Phẫn Nộ Cô Tát Quốc Cá này, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật ngài sẽ nói những cái câu kệ ngôn nó liên quan đến cái tác hại cũng như là cái nguy hiểm của cái việc đó là phẫn nộ, sân hận, tật đố. Trong cái sân đó, thưa quý vị, rằng trong cái phẫn nộ đó, nhiều khi chúng ta chỉ hiểu cái phần đó là giận dữ, nóng nảy. Nhưng mà trong cái phẫn nộ nó có nhiều cái tinh tế, nhiều cái tinh tế. Chúng ta xét ở trên tâm sở của cái phần tâm sân đó, sân phần đó, chúng ta thấy rằng có bốn cái biểu hiện của cái tâm sân. Đó là cái sự nóng nảy là sân, tật là tật đố, ganh tị, lận là bổn sẻn, và hối là sự tiếc nuối. Nó có nhiều cái biểu hiện của cái tâm sân, chứ không đơn thuần là cái sự nóng nảy, khó chịu, bực bội, cáu có. Nó là một cái gì đó rất là thô thiển ở bên ngoài. Nhưng tâm sân nó có nhiều cái biểu hiện rất là tinh tế. Ở trong những câu hỏi của chư thiên, ở trong đêm mà Đức Phật ngày giảng cho chư thiên đó, mà chúng ta gọi là đại hội chư thiên đó, ở trong cái đêm đó thì có rất là nhiều vị chư thiên ở các cõi trời khác nhau đặt câu hỏi cho Đức Phật. Thì trong những câu hỏi đó có một cái câu hỏi của Đức Trời Đế Thích mà nó có cái sự liên quan đến cái bài học chúng ta hôm nay, nên này xin được dẫn chứng ở đây. Thì Đức Vua Trời Đế Thích mới hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, tại sao ai cũng đều không muốn có quan trái, không muốn bị ai hà hiếp thù oán mà làm hại mình và làm hại mình, nhưng họ vẫn có quan trái, vẫn bị kẻ khác hà hiếp thù oán và làm hại? Quý vị có theo dõi được cái câu hỏi không ạ? Tức là ngay cả cảnh giới chư thiên mà Đức Thế Thích này đang phân trần đó, ai cũng không muốn cái thù oán, ai cũng không muốn cái sự gọi là oan trái, ai cũng không muốn người khác làm hại mình. Nhưng mà sao những cái điều đó vẫn xảy ra? Cái lý do tại sao? Cũng như giống như là trong cuộc sống của mình đó, mình luôn luôn lúc nào cũng mong cái điều may mắn, cái điều thuận lợi, luôn luôn lúc nào mình cũng không có muốn là gặp những cái điều bất trắc, mình không muốn giận ai, mà cũng không muốn ai giận mình, mình cũng không mong muốn là mình phải trách hờn ai, hà hiếp ai. Và bên cạnh đó mình cũng không muốn ai trách hờn mình hay là giận hờn mình. Nhưng những điều đó nó vẫn xảy ra. Cái lý do tại sao? Chúng ta nói rằng chúng ta là phàm phu, chúng ta còn phiền não, đương nhiên. Nhưng mà cái nguyên nhân
chủ đích để mà gây ra những cái biến cố đó là cái gì. Khi mà chúng ta hiểu cái nguyên nhân rõ đó, thì một là chúng ta sẽ ngăn ngừa không cho nó xảy ra. Hai, khi mà chúng ta hiểu rõ cái nguyên nhân đó, thì chúng ta biết đường mà tránh, biết đường mà tránh. Và hiểu rõ nguyên nhân đó, thì cái người khác, chúng ta nhìn cái người khác đó, chúng ta biết phân biệt. Chúng ta biết phân biệt. Thì lúc đó ngài Đức Phật ngài mới trả lời cho Đức Trời Đế Thích nghe: này đại vương, tất cả chư thiên nhân loại, Long Vương, Càn Thất và Atula đều không mong muốn có quan trái, không muốn bị ai hạ hiếp thù oán và làm hại mình, nhưng họ vẫn có quan trái, vẫn bị kẻ khác hà hiếp thù oán và làm hại. Ấy do hai nguyên nhân là ganh tị và vọng xẹn. Đó là cái câu trả lời của Đức Phật cho cái câu hỏi của Đức Trời Đế Thích. Cái nguyên nhân dẫn đến những cái sự tranh chấp, sự hận thù quan trái, sự hơn thua ở trong cái thế giới này, ngay cả những thế giới chư thiên, những thế giới Atula, Càn Thất Bà, tất cả những thế giới, những cái hội chúng là những chúng sanh đều có những cái điều này xảy ra. Thì nguyên nhân chính đó là cái sự ganh tị và bỏng sẻn, hay nói cách khác là tập và lận đó, ở trong cái phần si sân phần đó. Quý vị, chúng ta sau khi mà biết được trả lời này, thử về chúng ta suy nghĩ sát bản thân mình, quan sát xung quanh mình, chúng ta thử, chúng ta nhìn những cái hợp, những cái sự cố mà đã xảy ra đó, la mắng chồng con, vợ con, rồi sự cãi cọ trong gia đình, cái sự hơn thua ở trong những mối quan hệ, những sự tranh chấp ở trong làng xóm, thì chúng ta thử, chúng ta nghiệm. Khi mà chúng ta thấy những cái trường hợp đó, chúng ta nghiệm coi có phải là do ganh tị và bỏng sẻn nó sai khiến hay không. Đây là cái cách mà chúng ta ôn bài. Và chúng ta, đây là cái cách mà chúng ta ôn bài, cũng như là chúng ta đang thẩm nghiệm về pháp, về lời dạy của Đức Phật. Đây là cách mà chúng ta đang tu đó thưa quý vị, chứ không phải là chúng ta ngồi nghe pháp rồi chúng ta hiểu rồi chúng ta không áp dụng. Quý vị thử lấy câu trả lời này của Đức Phật, câu trả lời của Đức Phật đối với cái câu hỏi của Đức Trời Đế Thích đó. Tất cả những cái sự mà oán thù, ganh ghét, những cái biến cố ở trong cuộc đời này đó, những cái sự mà hãm hại lẫn nhau đó, nó có hai cái yếu tố nguyên nhân. Đó là cái sự ganh tị và bỏng sẻn. Ganh tị là thì tình đại xin được nói thêm. Cái ganh tị, chúng ta có nhiều cái từ ngữ để mà diễn đạt cái trạng thái của ganh tị, như là ghen ghét, đố kỵ. Và cái bản chất của ganh tị là sao? Không muốn những người xung quanh mình được, chúng ta nói là được nha, chúng phải bị được. Được cái gì? Được những gì mà mình đang mong muốn. Thí dụ như là mình muốn giàu sang, mình thấy người khác mà mình chưa giàu được, mình thấy người khác giàu, mình ganh tị. Mình mua vé số mà mình chưa trúng mà người khác lại trúng, mình ganh tị. Mình muốn thi đậu mà chưa được các thi đậu, mình ganh tị. Mình muốn vào cái chức trưởng phòng
mình vào cái chức phó giám đốc, mình chưa được mà người khác được, mình ganh tị. Đó là cái những cái trạng thái của cái việc mà ganh tị nó đem lại. Và cái sự ganh tị á, mình nói một cách ngược lại, đó là không có hoan hỷ, không có vui khi mà thấy cái người khác được cái sự tốt đẹp, được cái sự cao sang. Sự ganh tị nó có hai cái biểu dễ nhìn thấy. Chúng ta thử để ý bản thân mình và những người xung quanh đó. Cái người nào mà hay chê bai người khác á, nói ra cái gì cũng chê hết trơn á, mà đôi khi mình chưa có làm được, hay là làm được rồi vẫn chê, thấy ăn mặc quần áo cũng chê, giày dép cũng chê, tóc tai cũng chê, rồi thấy người ta, gia đình người ta xào xáo cũng chê, thấy người ta thương con cũng chê, cái gì cũng chê hết. Đó là một cái biểu hiện của cái người đang bị cái sự ganh tị, cái pháp ganh tị nó chiếm ngự. Và cái người này có một cái khuynh hướng là không có quan hệ với ai hết. Cái thứ hai đó là hay tìm lỗi người. Cái người nào mà chúng ta tiếp xúc mà chúng ta thấy rằng cái người này hay vạch lá tìm sâu đó, không có khen được câu nào hết mà đi tìm lỗi thôi. Thấy người đi chùa mà cũng cố gắng đi tìm lỗi, sao đi chùa mà mặc cái áo nhiều màu quá vậy, sao đi chùa mà không có đến sớm chẳng hạn. Đây là hai cái biểu hiện mà mình, bản thân mình và mình quan sát những người xung quanh. Đó là những người có cái khuynh hướng bị pháp ganh tị chiếm ngự, và có cái khuynh hướng lối sống bị ganh tị. Và chúng ta thấy rằng sống chung với cái người này thật sự ra rất là khó chịu, không có hoan hỷ gì hết. Cái pháp thứ hai là cái bổn sẻn. Bổn sẻn là sao? Bổn sẻn nó cũng được hiểu là cái sự hà tiện đó, keo kiết. Bổn sẻn tức là không muốn cho những gì có, không muốn chia sẻ những gì mình có cho người khác. Và cũng có cái ý nghĩa đó là không muốn người khác được cái tốt đẹp. Và cái sự ganh tị bổn sẻn này á, nó lại có một cái điểm nữa mà chúng ta nhìn sâu vô. Tại sao chúng ta bị ganh tị và bổn sẻn nó chiếm ngự, nhất là cái pháp ganh tị? Thưa quý vị, rằng bởi vì ngã mạn. Bởi vì chúng ta đang bị ngã mạn, chúng ta cho chúng ta là trên hết, chúng ta cho chúng ta là hay hơn nhất, chúng ta coi chúng ta là trên là trọng. Cho nên khi thấy người khác như thế này như thế nọ, một là chúng ta chê, hai là chúng ta không quan hỷ. Cái nguyên nhân của cái sự ganh tị và ngã mạn, ganh tị và bổn sẻn, nó nằm ở cái sự ngã mạn. Và cái sự ngã mạn này phải nói là một cái rất là khó khăn đối với cả người xuất gia và người tại gia cư sĩ. Quý vị đừng thấy là người xuất gia như vậy là không có ngã mạn nha. Nhiều khi cái ngã mạn của người xuất gia nó khác với ngã mạn người cư sĩ, nhưng mà nó ở một cái trạng thái khác. Nó ở một cái trạng thái mà tế nhị hơn. Nhưng mà chính do cái ngã mạn này nó sẽ dẫn đến cái ganh tị và bổn sẻn, và cái ganh tị và bổn sẻn nó dẫn đến một cái cuộc sống
bất an, lộn xộn. Và Tịnh Đạt, như Tịnh Đạt có nói đó, sau cái buổi sinh hoạt này, chúng ta ghi chú xuống tất cả những cái lộn xộn bất an ở trong cuộc đời, sự giận dỗi quan trái lẫn nhau trong cuộc đời, cái sự cãi cọ hơn thua phân biệt với nhau trong cuộc đời, nó bắt xuất phát từ cái sự ngã, ganh tị và vọng xẻn. Và ganh tị và vọng xẻn nó liên quan tới cái ngã mạn. Chúng ta hiểu cái nguyên nhân, cái gốc rác, xong rồi chúng ta hãy quay về chính bản thân mình, chúng ta suy xét, chúng ta để ý những gì xảy ra trong bản thân mình khi mà mình tiếp xúc với người khác, những cái suy nghĩ của mình đối với người khác nó có bị ảnh hưởng, chi phối bởi cái ganh tị bổng sản này hay không. Và chúng ta hãy để ý mọi người xung quanh, những cái mối quan hệ xung quanh, những làng xóm, lối xóm, thì chúng ta để ý xem những người đó có bị cái trường hợp giống như vậy hay không. Đây là cái cách mà chúng ta ôn bài và chúng ta dùng pháp lời dạy của Đức Phật vào trong thực tế. Nếu như quý vị nào mà có cái sự áp dụng thường xuyên như vậy đó, áp dụng mà liên tục như vậy đó, thì thưa quý vị rằng chúng ta sẽ thấm nhuần cái lời dạy của Đức Phật, mà chúng ta hiểu về cái cuộc đời này nó là như vậy, bản chất là nó là như vậy. Khi mà hiểu rồi thì sao? Một cái điều mà Tịnh Đạt sống trong cái hội, những cái hội chúng đó, khi mà mình biết được những cái điều này của Đức Phật ngày dạy rồi đó, thì chúng ta có một cái sự thông cảm, một cái sự thông cảm rất là rộng lớn, rất là rộng lớn, rất là rộng lớn. Cái sự thông cảm này nó xuất phát từ cái sự hiểu biết, cái sự thông cảm này xuất phát từ cái việc chúng ta nhận định được là như thế nào, bản thân mình là người như thế nào. Thì đây, hôm nay thì chúng ta học về câu kệ ngôn pháp cú số 221, nói về cái sự phẫn nộ, cái sự ngã mạn, cũng như là Tịnh Đạt có dẫn chứng về cái câu hỏi của Đức Trời Thế Thích và Đức Phật ngài trả lời, đó là cái sự ganh tị và bổng sản là hai nguyên nhân chính dẫn đến cái sự bất an ở trong cuộc đời. Thì thưa quý vị rằng chúng ta cũng hết thời gian buổi sinh hoạt rồi. Tịnh Đạt xin được kết thúc buổi sinh hoạt tại đây. Kính chúc chư tăng và tất cả quý vị luôn luôn được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe, hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh tường tọa minh hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến tường tọa minh hạnh. Và con thượng tọa minh hạnh con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến thượng tọa minh hạnh. Mà bồ tát sam mang lang rạc hành tu sap bệ đề quan tham sap ma bồ tát na pha ve na sa đà so thi phong quan tu te bà quan tu sap bẩm mang lang rạc hành tu sap bệ đề quan tham sap ma ham ma na pha ve na sa đà so thi phong quan tu te
bằng vật tu sắp bằng mạng cái lăng ra khanh tu sắp bê đê vật ta sắp sẵn khá nô khá vê nê sà đà xóa thị bằng vật tu tê. Tôi càng vô hàng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đầy đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới ôn bài và học pháp, và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng, ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong Phật tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất, nơi cây bồ đề. Chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hằng hà xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam tính nữ công phu, đều là thí chủ đồng phụ trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư quận được phần an khương, chúng sanh bốn loài thông thường, nõn thai thấp qua khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đo đài, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết bao kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả chúng con tân qua trong pháp Phật rồi giao truyền. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã buông tập vào trong nghe kính.